tả chú vẹt. một Phần mở bài. Giới thiệu. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 10, ba mua tặng em một chú vẹt rất xinh. Nó chính là một trong số những loài vẹt có màu đẹp nhất thế giới. Em thích nó nên lúc nào cũng muốn nhìn ngắm nó mãi không thôi. 2. Phần thân bài tả bao quát. Chú vẹt của em thuộc giống loài vẹt Palm Cockatoo, nguồn gốc từ New Guinea và Úc. Nhờ có cái màu tuyệt đẹp đầy phong cách với bộ lông màu khói xám đặc trưng, khiến nó khó bị lẫn với bất cứ loại thú cưng nào, cộng thêm chiếc mỏ lớn trông cực kỳ độc. Nó còn là loài vật nuôi nhốt có thể sống lâu, đạt đến 80 đến 90 tuổi nên nó đã trở thành một trong những thú cưng cực kỳ đắt giá. Tả chi tiết chú vẹt có cái đầu lớn, trên đỉnh đầu có màu cứng dài khoảng 15cm với màu khói xám, có thể xòe ra như cánh quạt toàn thân bao phủ bộ lông xám cho. Riêng vùng da mặt có màu đỏ hồng và đỏ ửng đậm lên khi bị kích thích, đôi mắt của chú to tròn, đen lái. Vòng mắt màu xám, mắt màu nâu sẫm, mỏ của nó rất cứng và khỏe. Kích thước mỏ lớn gấp 2 loài Molucan và ngang ngửa với loài Hyacin, nhọn hoắt, phần trên dài hơn phần dưới, khoằm xuống, uốn cong hình lưỡi câu rất cứng, giúp nó dễ dàng gấp, nghiền thức ăn. Bám vào cành cây khi leo trèo. Khi đứng thẳng chiều cao 60cm và nặng 1,2kg. Chân của nó màu xám và có ít lông, ngón chân cong dài, móng to nhọn hoắt và sắc giúp nó có thể bám vào bất kỳ địa hình nào giữ thăng bằng rất giỏi cánh của vẹt không quá lớn khi khép lại cũng chỉ dài bằng thân chiếc đuôi dài và nhọn tả hoạt động tính cách chăm sóc nó không bao giờ chịu đứng yên một chỗ suốt ngày nó cứ đi đi lại lại trong chuồng cứ nhảy lên nhảy xuống không yên cái đầu lúc thì nghiêng sang phải lúc thì nghiêng sang trái hóng chuyện có thể bắt chước âm thanh của con người và động vật khác Mỗi khi nhìn thấy ai, nó lại nói, "Xin chào." "Xin chào", rõ to để lộ ra cái lưỡi vừa lớn vừa mềm. Ba em bảo nhờ cái lưỡi đó mà họ hàng nhà vẹt mới nói được tiếng người. Chú vẹt rất thích ăn quả hồ đào, quả hạch, hạt thông, hạt hướng dương, cam, táo, nho, lựu, chuối, khoai lang, cà rốt, củ cải. Bông cải xanh, cải xoăn và cả bánh quy. Mỗi lần được thưởng thức những món này, chú rất vui, cứ vỗ cánh phành phạch, không ngớt mồm, cảm ơn. Cảm ơn. Khi đã ăn nọ uống say nó thường rút đầu vào lớp cánh mà ngủ trông rất đáng yêu. Từ khi có nó em còn theo bố học cách dọn dẹp chuồng và tắm cho nó mỗi ngày nữa. 3. Phần kết bài. Nêu suy nghĩ và cảm xúc của em. Em rất thích nó bởi vì nó thông minh, có thể nói được tiếng người nó đã trở thành người bạn thân thiết đối với em ngày nào em cũng dành thời gian để ngồi chơi với nó em luôn nhớ nhiệm vụ vệ sinh cho nó sạch sẽ mát mẻ để nó luôn khỏe mạnh để sống thật lâu cùng gia đình em sáng tác dương thanh thơ